hôm nay là ngày 20 tháng 10, những người đại trượng phu đều mong mỏi có món quà để tặng những người thiếu phụ khác lạ trong cuộc sống của họ. Một ông cụ đã đi xe máy, mua hoa để đi tặng. Chẳng rõ quá trình di chuyển thế nào mà cụ lao thẳng cả xe xuống mương. Hoa cụ chọn là hoa sáp, bắt gặp nước nên màu tan ra cả. Lúc đầu có lẽ là một bó hoa đỏ thắm nhưng sau sự cố, chúng đều bị bợt, phai thành màu trắng. Ông cụ lồng cồng bò lên bờ, chiếc xe máy cũng được dựng ở bên cạnh. Cụ ông lồng cồng lên bờ, dòng nước bị hoa nhuộm đỏ. Bó hoa sáp đã tơi tả thế này. Vậy là bó hoa không thể dùng đi tặng được nữa rồi. Dân mạng tỏ ra buồn cho ông cụ. Ngày 20 tháng 10 có lẽ cụ đi mua hoa về tặng vợ, chọn được bó hoa sành điệu như lớp trẻ hiện thời thì lại bắt gặp luôn sự cố. Nhìn bó hoa yêu quý cụ quá, cụ dễ thương biết bao, sáng sủa sớm đã đi mua hoa về tặng bà nhưng sau cùng chẳng kịp tặng đã bắt gặp sự cố rồi ấy. May mà cụ không bắt gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ có hoa là không còn nữa thôi, một dân mạng bình luận.